Ban biên tập xin cảm ơn và kính chào quý khán thính giả đã luôn quan tâm đến bản tin của kênh Thời sự quốc tế 24 giờ. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại quan điểm riêng của mình ở bên dưới phần bình luận để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh Thời sự quốc tế 24 giờ. Và ngay bây giờ, hãy cùng tôi điểm qua những tin tức mới nhất, nóng nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thế giới mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay gồm có những nội dung chính như sau. Nga dọa triển khai TU-22M3 nếu Taliban lật kèo, hé lộ một điều có thể xáo trộn mọi tính toán của Moscow. Dính đòn choáng váng. Quân đội Mỹ vừa tắt tay đánh cược mạng sống hàng nghìn người với Taliban. Và sau đây là nội dung chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Nga dọa triển khai TU-22M3 nếu Taliban lật kèo, hé lộ một điều có thể xáo trộn mọi tính toán của Moscow. Nguyên Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga đề xuất phương án tấn công Taliban bằng lực lượng hàng không chiến lược và rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Nga có thể dùng TU-22M3 chống Taliban. Đối với Taliban, thế lực vừa chiếm quyền kiểm soát Afghanistan theo cái cách khiến Washington bẽ bàng, mọi thứ đều khá phức tạp và khó đoán. Nga hiện lo ngại nhất về hành vi của Taliban ở biên giới Tajikistan. Một thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO và Tajikistan tất nhiên cũng đang dựa vào CSTO để bảo vệ nước này trước các cuộc tấn công tiềm tàng từ Taliban. Uzbekistan và Turkmenistan, hai nước giáp biên giới với Afghanistan, cũng lo sợ cho tương lai của họ. Với tư cách là đầu tàu của CSTO, Nga đã dùng quân đội Tajikistan và Uzbekistan thực hiện các cuộc diễn tập cảnh cáo ở biên giới với Afghanistan. Các thiết bị quân sự đã được sử dụng nhiều nhất có thể, bao gồm hệ thống pháo phản lực phóng loạt, pháo tự hành, các hệ thống tác chiến điện tử, tên lửa phòng không, máy bay cường kích Su-25 và thậm chí cả máy bay ném bom chiến lược TU-22M3. Hoạt động cảnh cáo này vẫn đang tiếp tục. Mới đây nhất, cơ quan phụ trách báo chí của quân khu trung tâm Nga cho biết, khoảng 1.000 quân nhân Nga thuộc căn cứ quân sự 201 đóng tại Tajikistan đã tới các khu huấn luyện để nâng cao kỹ năng huấn luyện chiến đấu. Nhiệm vụ này dự kiến sẽ được hoàn tất trong vòng 1 tháng, nhưng nói chung thời hạn này chưa có gì là chắc chắn. Mặc dù ngày 10 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu cho biết Taliban đã cam kết sẽ không tấn công các nước láng giềng của Afghanistan. Nhưng nguyên Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga không tin Taliban, ông đã đề xuất một cơ chế mà khi cần thiết có thể đẩy lùi Taliban trong trường hợp tổ chức Hồi giáo cực đoan này đe dọa gây hấn hoặc tạo ra mối đe dọa thực sự. Trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti, ông Baluversky cho rằng Nga cần phải sử dụng tới máy bay ném bom tầm xa TU-22M3. Vị tướng cũng tin rằng Bộ Quốc phòng Nga đã hiểu rõ điều này, nếu không thì 4 chiếc TU-22M3 đã không được điều động từ thành phố Enzel vùng Saratov Nga tới biên giới Afghanistan để tham gia tập trận. Ông Baluversky nhấn mạnh rằng Nga có nghĩa vụ hỗ trợ quân sự một cách hiệu quả cho các thành viên CSTO trong những tình huống nguy cấp. Nếu theo dõi các cuộc tập trận ở Uzbekistan, mọi người sẽ nhận thấy rằng các máy bay ném bom tầm xa TU-22M3 đã được sử dụng ở đó. Chúng không nhằm mục đích hỗ trợ lực lượng mặt đất mà là để thực hiện tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu. Những chiếc máy bay này là một lời cảnh báo để Taliban không tiếp cận biên giới các nước láng giềng Afghanistan, ông Baluersky nói. Tuy nhiên, phương án này cần tính đến các đặc điểm cụ thể của Afghanistan. Đây là nơi sinh sống của nhiều dân tộc, ít nhất là 14 dân tộc. Ngoài ra, trước sự yếu kém của chính quyền trung ương, vô số các nhóm vũ trang gần như độc lập đã được hình thành. Giờ đây, với việc Taliban lên nắm quyền, tình hình sẽ còn tồi tệ hơn. Afghanistan đã trở thành trung tâm thu hút nhiều tổ chức khủng bố, do đó, ngay cả trong trường hợp Taliban có ý đồ tốt, với các nước láng giềng, họ cũng sẽ không thể kiểm soát tình hình ở biên giới. Những mầm mống khủng bố cần bị tiêu diệt thông qua các cuộc không kích mạnh mẽ, tuy nhiên chúng sẽ phát triển trở lại nếu không có các chiến dịch tích cực trên bộ của bất cứ lực lượng nào. Phía nào sẽ hỗ trợ từ dưới mặt đất cho các cuộc không kích của Nga ở Afghanistan? Không có phía nào cả. Hơn nữa, trong bối cảnh hiện nay, một quốc gia tiến hành chiến dịch không quân sẽ được ghi nhận là kẻ thù không đội trời chung của Afghanistan. Ông Baluersky tin rằng các máy bay ném bom TU-22M3 là một lời cảnh báo để Taliban không tiếp cận biên giới các nước láng giềng của Afghanistan. Nếu những máy bay này tung ra đòn giáng mạnh mẽ thì Taliban quả thực sẽ phải rùng mình. Song như đã đề cập ở trên, mối đe dọa có thể sẽ không đến từ Taliban, các nhóm vũ trang hỗn tạp và hung hăng với những khẩu súng trường tấn công. Không có giấy phép ở Afghanistan có thể sẽ không chịu nhượng bộ. Tương tự như việc IS đã không hề nào núng khi vào ngày 13 tháng 4 năm 2017, quân đội Mỹ dội xuống vị trí của chúng một quả bom nổ mạnh từ máy bay vận tải quân sự. Quả bom dài 9,2m, đường kính 1,2m, khối lượng 10,3 tấn với sức công phá tương đương 11 tấn TNT và có bán kính sát thương 140m. Quả bom rơi xuống một vùng núi mà theo tin tức tình báo có chứa hệ thống hang động và đường hầm của khủng bố. Theo giới chức
Afghanistan, chỉ có 22 phần tử khủng bố bị tiêu diệt trong vụ nổ khủng khiếp, trong khi đó con số Mỹ đưa ra là 90 phần tử, làm dấy lên nhiều câu hỏi. Khó có khả năng các phần tử khủng bố ở Afghanistan sẽ sợ hãi hơn trước các cuộc không kích ồ ạt của máy bay ném bom chiến lược mang tên lửa KH-32 của Nga. Với các cuộc không kích vào lãnh thổ Afghanistan, câu hỏi chính vẫn chưa được trả lời, Nga sẽ hỗ trợ ai và ai sẽ hỗ trợ Nga nếu Taliban không nói đùa. Họ giữ lời và xua đuổi những kẻ khủng bố không chính thức ra khỏi biên giới các nước láng giềng. Trong trường hợp câu trả lời là không ai cả, thì tức là Nga đang tiến hành một cuộc chiến chống lại Afghanistan. Liên Xô đã trải qua chiến dịch quân sự dài đằng đẵng tại Afghanistan và nước Nga hiện nay đã rút ra được bài học đắt giá cho điều đó. Dính đòn choáng váng. Quân đội Mỹ vừa tắt tay đánh cược mạng sống hàng nghìn người với Taliban. Việc Mỹ trao tin tình báo cho Taliban để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo tiềm ẩn hậu quả khôn lường khi hàng nghìn người Mỹ và đồng minh vẫn đang ở Afghanistan. Quân đội Mỹ tuyên bố đang chia sẻ thông tin tình báo với Taliban. Tướng Kenan McKenzie, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tập Hoa Kỳ mới đây đã tiết lộ trong một cuộc họp ngắn ở Lầu Năm Góc rằng quân đội Mỹ bắt đầu chia sẻ thông tin tình báo với Taliban. Cuộc họp báo diễn ra vài giờ sau khi một vụ nổ làm rung chuyển sân bay quốc tế Kabul, khiến 13 lính Mỹ thiệt mạng và một số người khác bị thương. Theo ông McKenzie, Mỹ và Taliban có mục đích chung là kết thúc sứ mệnh sơ tán người Mỹ vào ngày 31 tháng 8, đồng thời cho biết thêm rằng Mỹ đã chia sẻ thông tin với Taliban để lực lượng này tiến hành truy quét nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo. Đại diện CENTCOM bổ sung rằng họ đã cắt giảm thông tin tình báo trước khi chuyển tới Taliban và rằng ông không tin Taliban cố tình cho phép các cuộc tấn công xảy ra. Hậu quả. Michael Howard, cựu sĩ quan Cục Tình báo Trung ương CIA và là cựu giám đốc an ninh của Microsoft bình luận với Fox News rằng việc Mỹ chia sẻ thông tin tình báo với Taliban trong bối cảnh toàn bộ cuộc di tản này đã diễn ra hỗn loạn và vội vàng sẽ có những hậu quả như sau. Phía Mỹ cần phải thận trọng trước bất kỳ thông tin tình báo nào mà họ chia sẻ với Taliban. Đây là Taliban, chúng ta không nên tin tưởng Taliban. Taliban mới là bên nên cung cấp cho chúng ta thông tin tình báo về mối đe dọa vì họ đang kiểm soát khu vực xung quanh sân bay. Ông Howard cũng cảnh báo rằng việc cung cấp cho Taliban quá nhiều thông tin tình báo có thể dẫn đến việc lực lượng này phát giác nguồn thông tin hoặc các phương pháp được sử dụng để có được thông tin tình báo. Cựu sĩ quan CIA cũng đặt ra nghi vấn Taliban có thể cũng đang chuyển tin tức của chúng tôi cho ai đó, ví dụ Nga, Pakistan hoặc thậm chí là Al-Qaeda, và rằng Mỹ hiện đang tin tưởng những kẻ chỉ vài tuần trước chúng ta đã phải chiến đấu và muốn tiêu diệt chúng ta. Ông Morgan West, cựu cố vấn cấp cao trong chương trình chống khủng bố của Bộ Ngoại giao Mỹ tại Pakistan cũng đã bình luận với Fox News về sự nguy hiểm của việc chia sẻ thông tin tình báo với Taliban. Đặt câu hỏi về vấn đề lòng tin giữa Mỹ và Taliban, một trong những vấn đề lớn nhất trong việc chia sẻ thông tin tình báo là vấn đề lòng tin. Không có cách nào để tin tưởng Taliban và không có cách nào để đảm bảo rằng thông tin hoặc tình báo được chia sẻ với họ không lọt vào tay IS hoặc Al-Qaeda. Ông nhấn mạnh rằng Mỹ không nên dựa vào Taliban hay bất kỳ ai khác để đảm bảo an ninh của chúng ta hoặc cho sự di chuyển của những người mà chúng ta muốn đưa ra khỏi đó. Cựu cố vấn chia sẻ thêm rằng hiện có một thông tin rằng các quan chức trong chính quyền Tổng thống Joe Biden đã cung cấp tên của những người Mỹ đang ở Afghanistan cho Taliban và yêu cầu lực lượng này cho phép họ tiếp cận sân bay. Trong bất kỳ trường hợp nào, danh tính của những người có giá trị đối với Mỹ không được phép chia sẻ với các đối thủ của chúng ta. Theo một nghĩa nào đó, điều này đồng nghĩa với việc lên một danh sách tiêu diệt của kẻ thù, và những người không thể vượt thoát sẽ trở thành mục tiêu. Ông đưa ra cảnh báo cuối cùng rằng, vì mọi thứ đang diễn ra rất nhanh, việc chia sẻ thông tin tình báo chiến thuật có thể dẫn đến hậu quả là vô tình tiết lộ bí mật nhạy cảm về con người, nguồn tin, nguồn kỹ thuật hoặc những thứ khác.